À, như chúng ta cũng đã biết ngay từ đầu thì cảm cúm thì chúng ta chăm sóc đa phần là ở nhà, có bị đi bị lại nó giống như là chúng ta hay gọi là từ cảm xoàng đúng không, là bình thường thôi, bị tái đi tái lại, nhưng mà chúng ta có thể chăm sóc ở nhà rồi. Vậy thì khi nào thì chúng ta phải đi khám? Thứ nhất, đối với những trường hợp mà biểu hiện đường hô hấp mà có những cái vấn đề, cảm thấy là bất cứ người phụ huynh, tức là người cha người mẹ nào cảm thấy không yên tâm, bất cứ một cái triệu chứng nào ba mẹ không yên tâm thì nên đưa con ngay đến các cái cơ sở y tế. Bởi vì cha mẹ là cái người mà sống chung với con hàng ngày, các cái sự thay đổi bất thường của con cũng sẽ khiến cho cha mẹ lo lắng. Và những cái biểu hiện nào bất thường mà cha mẹ cảm thấy là như vậy là không yên tâm, nó không giống bình thường, thì nên đến cơ sở y tế. Đó là cái đầu tiên. Thường thì trước đây thì ít khi ai đề cập đến, bởi vì khi đến thì cứ phụ thuộc vào lời dặn của bác sĩ. Nhưng mà theo tôi á, thì cha mẹ luôn luôn đúng. Bởi vì bất cứ sự thay đổi nào của con khiến cha mẹ lo lắng thì bác sĩ bắt buộc phải lo lắng với cái điều đấy. Mặc dù đôi khi nó không đúng, nhưng mà cái điều đó nó cũng chúng ta là những cái cảnh báo chúng ta cần lưu ý. Cái thứ hai đó là những trường hợp mà em bé nó sốt, uống thuốc đáp ứng không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Khi nó sốt cao không đáp ứng với hạ sốt, chúng ta cũng có thể đưa đến các cơ sở y tế để xem coi cái tình trạng này nó có thể bội nhiễm hoặc có cái gì nặng quá hay không. Rồi những em bé đó nó nôn, nó cứ không ăn uống được. Bởi vì các em bé nhỏ, đặc biệt em bé nhỏ, cái công việc của nó chính là nó chỉ là ăn thôi. Bao nhiêu nó ăn cũng được, hoặc là nó ăn vô là nó ói ra, tức là nó nôn, hoặc là nó nôn tất cả các mọi thứ, nó không ăn uống, nó từ chối ăn uống. Rồi cái thứ ba nữa là nó có những cái biểu hiện là liên quan đến nó ngủ ly bì, nó mệt, nó ngủ ly bì, gọi nó không dậy, nó ngủ hoài, nó mệt, tức là nó có, đó là dấu hiệu mệt rồi. Chúng ta phải đưa em bé đến cái cơ sở y tế. Rồi có những trường hợp là diễn tiến nặng hơn, tức là em bé nó ho nhiều, ho mà ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của em bé, rồi ho mà có thể khó thở, có những cái biểu hiện là chúng ta cảm thấy em bé nó đang khó thở thì phải đưa đến ngay các cái cơ sở y tế để được khám và điều trị. Và một cái nữa đó là những cái biểu hiện toàn thân, tức là những em bé đó có thể ly bì, rồi da nổi bông, rồi hoặc là tím, đó là bắt buộc là chúng ta không thể chờ đợi được nữa rồi và để phải đến cái cơ sở y tế ngay. Có một cái mà chúng ta lưu ý nữa là chúng ta đến cơ sở y tế để làm gì? Để được chăm sóc điều trị, hoặc là có những trường hợp là bị nhẹ nhưng đến cơ sở y tế để làm gì? Để được khám, để được theo dõi và được để hướng dẫn, cũng như là dặn dò những cái dấu hiệu nặng để có thể tái khám. Và bác sĩ dặn là ở 2 ngày tái khám, chúng ta phải 2 ngày phải tái khám, chúng ta tuân thủ theo cái quy định và cũng như là cái dặn dò của bác sĩ, bởi vì để cái giúp bác sĩ cùng với phụ huynh theo dõi các triệu chứng của con mình nó phù hợp hơn, đó là những cái dấu hiệu có thể kèm theo.